Thưa quý vị, tiếp nối chuỗi đà tăng giá từ tháng 10 năm ngoái, giá cà phê thu mua trong nước những ngày qua tiếp tục tăng cao, chỉ trong 6 tháng mà đã tăng gấp 3 lần, giá cà phê tăng từng ngày và hiện ở mức cao nhất trong hàng chục năm qua. Giá cà phê nhân sô giao tháng 4 đã ở mức hơn 110.000 đồng một kg. Nông dân là người được hưởng lợi nhiều nhất khi giá cà phê đang lập đỉnh. Nhưng với tâm lý của người dân, khi giá cà phê tăng từ 50.000 đồng một kg lên 90.000 đồng một kg chỉ trong vài tháng, thì chẳng mấy ai còn dự trữ số lượng lớn. Trước đó, trong khoảng thời gian dài từ 2013 đến 2023, giá cà phê duy trì mức thấp dẫn đến một số nông dân chặt bỏ chuyển đổi sang các loại cây trồng khác.